Ok, chào các bạn trở lại với Hóa. Và tất nhiên là bài đầu tiên là phần giới thiệu về nhóm 1A. Thuộc được tên, cách đọc tên là những bước đầu xây dựng nền tảng kiên cố. Nhóm 1A có tổng 7 chất ta có thể nhìn thấy trên bảng nguyên tố. Chất đầu tiên, nghe qua được đôi ba lần. Tên thường gặp gọi là hydro và tên tiếng Anh là hydrogen. Nguyên tố phổ biến trong hệ mặt trời là nhiên liệu chính cho tên lửa, thường ứng dụng trong lò phản ứng với việc là tổng hợp hạt nhân. Và kế tiếp là lithi, hay còn gọi là lithium, là pin cho điện thoại hoặc làm sứ và thủy tinh. Chất thứ ba là thành phần chính muối ăn, nguyên liệu chính có ngay khi cần là natri, trong NaCl tên tiếng Anh là sodium. Chất thứ tư có thể gọi potassium, ta thường nghe với tên kali, cần phải nhớ khi đi thi. Còn làm đồng hồ nguyên tử cần phải có rubidium, số hiệu nguyên tử là 37, còn được gọi là rubidi. Giỏi và chăm giống như đề khi, vừa chiêu vừa học khiến em mê ly, hoạt động cao như cesium. Tên trước giờ gặp là CC. Chất cuối cùng của nhóm 1A được gọi là francium, phát hiện ra từ quê hương nước Pháp nên người ta gọi là francium.